Chào các bác nha. Kênh Khởi Nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con. Sau vài ngày thì trại bò giống của chú Thơm lại về hàng giống sinh sản các bác. Hôm nay đặc biệt nha các bác, đặc biệt là không có bò 3B nha bà con. Đó thì chú Thơm vẫn đi bắt hàng, vẫn xem hàng 3B, nhưng mà thực sự hai hôm nay tại sao mà chú Thơm đến những hộ gia đình đòi những con bò nó quá cao so với hiện tại bây giờ, đòi giá thực sự của nó cách đây hơn một năm về trước đây các bác, và cũng là những người theo dõi, những fan theo dõi của kênh Khởi Nghiệp thôi, và người ta biết em bán bò trên kênh YouTube nó như thế nào, nhưng mà đến không hiểu tại sao mà người ta cứ đòi cao như vậy, nên chú Thơm không mua được nha bà con. Đó thì hẹn các bác, hẹn toàn thể những bác nào đang có nhu cầu tìm mua bò 3B được vỗ béo, hoặc các bác nào đặt hàng chú Thơm thì cảm phiền các bác, hẹn các bác các clip tiếp theo nha. Chú Thơm sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với các bác hoặc là up trực tiếp lên kênh YouTube. Nếu mà các bác cảm thấy cái lô nào các bác cảm thấy ưng cái bụng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để bắt cái lô đó nha. Đó còn đặc biệt hôm nay các bác, hôm nay là thứ năm nha các bác. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 7 dương lịch nha bà con, năm 2022 nha các bác. Trại bò chú Thơm về tổng thể là 4 con nha các bác. 4 con, hơi đặc biệt một tí. 4 con, trong đó có 1 con nghé nha các bác. 1 con nghé và 3 con me cái đồng nha bà con. Đó thì chú Thơm đi thì thật sự là lâu lắm các bác, em mới thấy con nghé nó đẹp. Em thấy ai hay thì em bắt về để chia sẻ đấy các bác. Chia sẻ những bác nào mà đang có nhu cầu mua nghé giống về để nuôi sinh sản thì con nghé này là ưu tiên số 1 cho các bác này. Khoang khoáy đồ đẹp tuyệt vời mà giá cả thì rất hợp lý nha các bác ạ. Đó là dành cho bác nào mua nghé nha. Còn bác nào mà có nhu cầu mua bò giống sinh sản thì đây các bác, đây cũng là 3 con dành cho các bác. Dành cho bác nào mà đang tìm mua bò cái sinh sản nha, 3 con nha các bác. Thì cũng không để các bác, không để bà con nông dân mình chờ đợi lâu thêm nữa. Bây giờ chú Thơm sẽ review chi tiết và công khai báo giá 3 con me cái đồng này chú Thơm bán cho bà con nông dân mình là bao nhiêu tiền nha các bác, và con nghé cái là bao nhiêu tiền nha các bác. Đó, ai nhanh tay hơn thì người ấy được nha. Chú Thơm nhắc lại nha, lô này chú Thơm chưa bán cho một ai nha. Em up trực tiếp lên kênh YouTube. Hôm nay là thứ năm ngày 14 tháng 7 nha bà con. Đó, ai nhanh tay hơn thì người ấy được. Còn các bác nào mà xem sau bà con nông dân á, thì nếu mà các bác điện cho chú Thơm rồi mà bò đã bán rồi thì mong các bác cùng toàn thể bà con cũng hết sức thông cảm cho chú Thơm nha. Tại vì rất nhiều người, người ta có nhu cầu và người ta theo dõi, người ta xem trước cái video này, trước các bác người ta điện cho em và em đã bán cho người ta rồi thì cảm phiền các bác cũng thông cảm cho chú Thơm nha các bác. Đây các bác, đó, trước mặt các bác, trước mặt toàn thể bà con mình là một em nghé cái các bác và một em 3B F2 các bác. Đây, những con F2 này không bán nha bà con, chú Thơm nhắc lại nha. Đó, F2 này không bán nha bà con. Đó, nuôi để các bác xem và tham khảo thôi, bà con người ta đến xem và tham khảo thôi. Đó, còn đây các bác nhân vật chính đây, một em nghé cái nha các bác và ba em bò nha các bác, ba em bê cái đồng nha, ba em me cái đồng sinh sản nha các bác. Hàng ok nha, vừa khuôn tiền nha các bác. Đây, đó, ok các bác chưa? Thì bây giờ chú Thơm review chi tiết từng con một cho bà con nông dân mình xem nhé. Đó, để bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp gặp em để bắt nha các bác. Con nghé này đi. Con nghé này đầu tiên đi các bác. Đây, xem ở đây. Đây, con nghé cái này các bác này. Nghé cái thì nghé thì phải khác bò các bác, và chọn nó cũng kỹ hơn bò các bác. Đây, nghé cái này. Chú Thơm đứng xa cho các bác xem con nghé đẹp tuyệt vời luôn các bác. Chú Thơm nhìn thấy con nghé mà em không đi được các bác ạ. Bộ chân cẳng to nha các bác. Đây, xoáy là 4 xoáy chuồng nha bà con. 4 xoáy chuồng nha, xoáy nghiêm nghỉ nha bà con. Đây, này, một xoáy này, hai xoáy này. Đây, mặt này, một xoáy mặt này các bác này. Đó, các bác nhìn kỹ chưa? Đây, trán hơi vô một tí nha các bác. Đây, hơi vô một tí sừng này. Đó, chú Thơm ngồi xuống cho các bác xem chân này. Đó, các bác nhìn thấy 4 chân của nó này. 4 chân to như cột đình các bác. Đây, đây, 4 chân này. Làm bò 3B với làm
làm bò giống sinh sản quen rồi, bây giờ quay nghé thì nó ngàn ngàn nữa đó nha. Chứ không phải là chú Thơm không không biết nhìn trâu nhìn bò đâu các bạn, nhìn trâu đâu các bác, nhưng mà em ít làm về trâu với bò, nó cái điều kiện sẽ sống khác nhau đó, trâu nó bẩn lắm đây. Nhưng mà đi chú Thơm thấy đẹp là em bắt về cho các bác nàng nào đang có nhu cầu mua đó thì các bác tìm mua, vì con nghé này mà bỏ lỡ đi là cũng phí các bác. Đây bốn xoay chuồng nha, đây bốn xoay chuồng một xoay mặt nha, đây cái mặt này đó, xoay mặt này, đây sừng này đó, chân tay to nha các bác, đây nhìn này đuôi này các bác nhìn thấy cũng đuôi của nó chà bá lửa luôn các bác này đó. Ok bà con chưa, đây được chưa các bác? Đó thì chú Thơm cũng công khai báo giá cái con nghé cái này cho bà con nông dân mình mua nha các bác. Đó các bác, con nghé cái này là bao nhiêu tiền các bác? Đây con nghé cái này chú Thơm bán cho bà con nông dân mình là bằng 19 triệu nha các bác. Ok các bác chưa, 19 triệu em nghé cái này các bác. Ôi trời ơi, nói xin lỗi các bác, giá thịt thì giá trị các bác. Đây nghe cái này đẹp, các bác đi tìm làm răng mà tìm được con nghé này 19 triệu nha các bác. Chú Thơm mua là 18.500.000 nha các bác, nhưng mà em thấy đẹp quá nên em không bỏ lỡ nha các bác. Đó, về quay review cụ thể cho các bác xem luôn. Bà con nào đang có nhu cầu mua ké, mua nghé cái thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con nghé cái này nha các bác. Đó, giá công khai nha, 19 triệu nha các bác. Ok bà con chưa? Đó, các bác thấy nít không? Thấy sướng không? Rồi, xong xuôi nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp chú Thơm để bắt con nghé cái này nha. Chú Thơm nhắc lại nha, 19 triệu nha, em mua là bằng 18.500.000 thì nha các bác, khỏi trả giá nha. Ưng thì mua, không ưng thì thôi, không ưng chú Thơm đem đi làm thịt. Nói vui đó trời, chứ nghé này làm thịt ăn được bác, đẹp lắm các bác, con nghé đẹp tuyệt vời lên bà con. Rồi, xong xuôi. Thì bây giờ còn ba con me cái đồng nha. Me cái đồng nha bà con, ba con nhá. Ba con lề lối khác nhau nha các bác. Đây. Cao dài nha các bác, nhưng mà gầy me nhá. Đó, 10 điểm thì không 10 nhưng được 8 điểm nha các bác. Đó, và tiền nào vải nấy nha bà con. Đây. Cho thằng 10 thì không có nhưng mà thằng 8 là được các bác. Một con nha. Con này nhỏ nhất nha các bác. Con này nhỏ nhất nha. Me nó rớt vào tầm cỡ 1 năm tuổi rồi nha các bác. Nhưng mà gia đình chăm sóc kém nha. Chú Thơm bảo hành cho các bác ăn uống nha, bệnh tật nha. Đó, con này là con thứ hai nha các bác. Đây. Con này chữa rồi nha các bác. Con này chủ nhà nói chữa rồi nha. Đó, chủ nhà nói với chú Thơm là chữa rồi. Chữa 3B rồi. Chữa 3B mua được gần 3 tháng rồi. Nhưng mà chú Thơm cũng không bao chữa nha các bác. Ưng thì các bác mua, không ưng thì thôi nha. Có sao chú Thơm nói vậy nha, em mua theo mắt của em nha các bác. Còn các bác ưng thì các bác mua theo mắt của bác, được thì các bác mua, không được thì thôi. Đó. Ok các bác chưa? Chủ nhà nói chữa rồi nha, nhưng mà chú Thơm không bảo hành chữa chức nha, vì em bán me giống nha các bác. Em không khám nha, vì nhìn thấy lề lối nó được ăn uống tốt và me là me sạch. Me là me sạch và me có nguồn gốc, em biết rõ nguồn gốc nên em bắt nha. Ông anh này ông làm nhà này ông bán nha các bác. Đó. Ok các bác chưa, đây này, review này. Review sơ qua cho các bác xem này. Đây cuống đuôi này. Đó, cuống đuôi to nha các bác. Mấy nhanh rồi nha, cuống đuôi to mà dài nha các bác. Đây. Đó. Cao nha, cao dài nha các bác, ăn uống thì bà con nông dân nhìn này. Đó, chú Thơm trở về tối hôm qua. Đây, ăn uống thì bà con yên tâm nha, me cái nha, me cái đồng nha các bác. Hai con nha bà con, đến con này là con thứ ba nha. Đây. Đó, con này thì hàng là hàng đỉnh rồi các bác, con này là hàng đỉnh rồi, không phải nghĩ rồi. Đó, con này là nấc thang 10 nha các bác, còn con này là nấc thang 8 nha. Đó, con này cũng vậy, con này sau lớn lên này. Con này sau lớn lên là nó giống như con này nha, cùng một mẫu bò nha các bác. Bò sau này các bác nuôi là bò to đó, bò cỡ đại đó các bác. Đó, còn con này có biểu hiện đòi giống rồi các bác này. Đây, con này có biểu hiện đòi giống rồi các bác.
chủ nhà nói là cho nhảy được rồi đó các bác này. Chủ nhà nói cho nhảy được nhưng mà chú Thơm không tin các bác. Em không tin. Đó. Em không tin vì em bắt theo bò của em, bắt theo mắt của em thôi. Đó, và về thì có biểu hiện đòi được rồi các bác. Đây. Đó, có sai chú Thơm nói vậy, chả che giấu chứ cả. Còn me là me đẳng cấp nha các bác. Me đẳng cấp nha. Đấy, có biểu hiện đòi được rồi. Ai, mẹ đẹp không? Mẹ đẹp đúng các bác. Chờ tìm cái loại mẹ này khó lắm các bác. Chú Thơm cho ăn thang đến 10 các bác biết rồi. Đó. Xong xuôi nha các bác. Đó thì chú Thơm công khai báo giá luôn nha. Công khai báo giá 3 con mẹ cái đồng này nha. Cho bà con nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 3 con này nha. Đối với các bác, ba con này chú Thơm bán là bằng bao nhiêu tiền các bác? Các bác thử định giá coi à. Đây. 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 Chủ nhà cột mà nó căng dây rồi các bác. Tí em cắt ra em cột lại đây. Cột chú Thơm mà nó căng dây này. Nó hơi căng này. Đó. Bò hiền nha. Ăn uống thì bà con nông dân em bảo hành cho các bác ăn uống nha. Đây vú này. Bầu vú. Vú tổ tướng này các bác. Đây. Đây quay vú cho các bác xem. Có các bác bảo chú Thơm bán bò quay vú. Đây. Đó. Các bác thấy nằm vú nó chưa? Nằm vú tổ tướng này các bác. Đó. Con này nữa. Đây, con này nằm vú này. Cái con bà bé F2 này. Đánh nhà chỗ khác. Đây. Cuốn cuốn này các bác. Đây. Lạ các bác. Con này con trồng rỡ. Con trồng rỡ. Đây. Chả thấy cái gì mà các bác che này. Đó. Con trong này. Đó. Hơi quay sơ đó chứ. Còn chú Thơm bảo hành cho các bác là 4 vú chứ không phải là 3 vú. Vì lâu lâu cũng có bò, cũng có bê cái đồng 3 vú nha các bác. Nhiều. Bữa trước có một bạn mua bò ở đâu á, mua con me cái ở đâu á, về kiểm tra rít rồi kiểm tra có 3 vú rồi các bác. Xong rồi đến phải mua bò của em. Rồi bán con bò đi rồi đến nhà em mua đó các bác. Rồi. Xong xuôi nha, cũng không để bà con mình chờ đợi lâu thêm nữa nha. Chú Thơm báo giá 3 con này giá công khai là bằng 66 triệu nha các bác. 66 triệu 3 con nha. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt 6 con này nha. Đó. Ok các bác chưa? 66 triệu nha. 2 con trong là 49 triệu nha. Con ngoài đây là bằng 17 triệu nha các bác. Đó, con ngoài đây bằng 17 triệu nha. Các bác ít tiền thì mua con này về thứng thứng cũng được. Cao dài đấy các bác, nhưng bò phố này nó gầy thôi. Nhìn cái lối ấy cũng được lắm các bác. Sau này nó to lên, nó chữa béo lên thì nhìn phê pha nái lắm đấy. Chứ không phải là đùa đâu. Và bà con mình cũng lưu ý là tiền nào phải nấy nha các bác. Đó, bà con mình lưu ý là tiền nào phải nấy nha. Đó, các bác thấy không? Đây. Đó. Đó, xong xuôi nha bà con. Chú Thơm vừa review chi tiết và công khai báo giá 3 con me cái đồng. Cho bác nào có nhu cầu thì tìm đến mua. Thì 3 con me cái đồng này chú Thơm nhắc lại như nha. 3 con me cái đồng này chú Thơm bán bằng 66 triệu nha các bác. Đó, và một em nghe cái nha các bác. Thì em nghe cái đó chú Thơm bán bằng 19 triệu nha bà con. Bà con nông dân bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt nha các bác. Ai nhanh tay hơn thì người ấy được nha các bác. Đó, xong xuôi. Thì bây giờ chú Thơm sẽ mời các bác cùng toàn thể bà con theo chân em ra ngoài Hòa Bình. Chú Thơm giao hàng cho Hòa Bình, giao lô bò 3B được ra Hòa Bình. Thì thật sự là anh cũng rất nhiệt tình các bác và muốn khởi nghiệp cũng từ cái con bò 3B. Thì anh cũng cất công vào tận nhà chú Thơm xem bò. Và mua thì để sáng ngày đến chiều ngày mai chú Thơm chở ra cho anh. Thì thật sự ra đến nơi thì cái cung đường mình nghĩ là nó gần nhưng thực sự là nó xa. Đó thì chú Thơm vận chuyển bò ra nó cũng tối rồi. Nên cũng không ghi hình được rõ ràng cho các bác, cho toàn thể bà con nông dân xem nữa. Thì nhân dịp đó chú Thơm cũng ghép vào cái clip này để làm kỷ niệm. Và cũng cảm ơn gia đình anh đã tin tưởng và ủng hộ mua bò giống 3B ở bên Thanh Khởi Nghiệp. Thì vợ chồng chú Thơm cũng cảm ơn gia đình ông anh ngoài Hòa Bình rất nhiều. Thì cũng chúc cho anh chăn nuôi cái lứa bò đó ham ăn chóng lớn, nó cuối sang năm bán. Mong rằng giá cả sang năm nó sẽ, giá bò thịt nó sẽ khác với bò
giá bò năm nay. Đó, vì cám bã nó hơi cao đó các bác. Còn nếu mà cám bã nó thấp như mọi năm thì giá cả bò thịt 3B bây giờ là ok các bác. Đó, rồi, ok các bác nha. Bây giờ chú Thơm mời các bác cùng toàn thể bà con theo chân em ra ngoài Hòa Bình nha các bác. Đây, chào các bác nha. Chào bà con. Ủa, rồi các bác ở xung quanh đây tối om. Đây này, bà con, cô bác rồi anh em dòng họ anh đến tham quan đấy các bác. Tối rồi em cũng không ghi hình làm gì. Tối quá rồi các bác. Đó, anh này là anh chủ trại bò này. Đây, chào bà con đi, chào bà con này. Tắt đèn chào. Đi, tắt đèn đi. Tắt chào đèn. Các bác nhá. Đó thì cũng chia sẻ với các bác luôn là hôm qua anh vào tận nhà anh xem nha các bác. Nhưng mà em cũng không ghi hình tại vì nó hơi bận. Anh với em trai đây này. Đó, vào xem thì bò thì anh chở ra đến đây rồi. Bò em chở ra đến đây rồi thì theo nhận xét của anh thì ở răng có ok hay không? Bò ok nhỉ. Ok. Giá cả hợp lý. Bây giờ khen cũng không răng đâu, không sợ ép giá nữa rồi. Đó, thì đúng với tiêu đề của kênh khởi nghiệp luôn nha các bác. Anh ở đây thì thật sự là khởi nghiệp luôn đó các bác. Đây, xung quanh đồi núi này. Hai vợ chồng chở bò, em hơi chủ quan các bác ạ, chứ không em đi sớm một tí tại vì anh trai này anh kỹ tính các bác, anh sợ là bò nó ốm đó. Đó nên anh sợ nên mình cũng kỹ tính một tí thì không ngờ là em mà biết rồi thì 3 giờ em đi nhưng 3 giờ thì đang nắng lắm. 3 giờ đang quá nắng nên không dám đi. Đó các bác, xô bê này các bác. Ủa trời tối rồi, quay rất thôi chứ chắc các bác cũng không nhìn thấy rõ nữa các bác, nhưng mà nhìn này. Me này các bác này, độ lề lối này. Đó các bác thấy không? Chú Thơm rọi đèn cho bà con mới nhìn thấy lối của nó nha. Tiền nào phải nấy nha. Ồ. 4 con nha các bác. À, 5 con xô 20 triệu với 1 con 16 triệu nha các bác. Con này 16 triệu này. Đây nhỏ nhưng mà có vỏ nha các bác. Đây 16 triệu nhưng các bác nhìn thấy con 3B này. Đó hơi tối rồi bà con thông cảm nha. Đó thì chú Thơm ghi đoạn hình cho các bác, cho toàn thể bà con nông dân xem thôi. Rồi thật sự là chú Thơm cũng cảm ơn nha. Cảm ơn gia đình anh nha. Đã nói chung là thứ nhất là đến tận nhà em thăm bò và mua bò ở bên kênh khởi nghiệp thì vợ chồng em cũng cảm ơn gia đình anh rất nhiều. Đó thì chúc cho anh khởi nghiệp ham ăn chóng lớn, nó gặt hái được nhiều thành công. Ở trên đây thì cỏ nhã thì theo chú nghĩ là không thiếu rồi, chỉ có chịu khó là đầu tư chất tinh cho nó một tí nữa là chăm chút là ok rồi nhá anh nhá, vì con của mình nhiều tiền lắm đó chứ không phải ít tiền đâu anh trai. Đó, chú Thơm cung ứng con giống cho anh đây. Chú Thơm cung ứng cho con giống cho anh là con giống chất lượng nha, con giống chất lượng nha. Còn tốt hay không sau này các anh nuôi thành công hay không là do anh nhá. Đó, do anh. Đó. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn gia đình. Đây các bác. Ok các bác nhá. Ok bà con nha các bác. Đó, kênh khởi nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con mình nha các bác.